Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của Tâm Nguyễn. Thì hôm nay chia sẻ các bạn chương trình AirDrop ăn chia 5.000 đô từ cái ứng dụng OneNote. Cái này làm thì đơn giản thôi. Thì đầu tiên các bạn sẽ lấy đường link phần mô tả của mình để chúng ta tìm hiểu thông tin thế nào. Thì OneNote trên Twitter đạt được là 40.000 người theo dõi. Họ tạo cái sự kiện ăn mừng AirDrop bằng cách là thưởng 5.000 đô AirDrop cho tất cả những người tham gia vào nhóm Twitter, khoảng 40.000 người này nghe. Thì các bạn có thể ai tranh thủ sớm thì người ta sẽ làm sớm, nhưng mà tất cả sẽ chia đều, thì ai làm mới chia nghe, chứ không phải chia đều cho tất cả là 40 người đâu. Có thể là làm 20 người, có thể làm 10.000 người, chia cho tất cả mọi người ai làm thì mới chia. Ok, thì chúng ta sẽ vào làm từng bước nhiệm vụ và chúng ta sẽ điền đầy đủ form để chúng ta có thể nhận thưởng nha. Thì đây những thông tin thế này các bạn có thể đọc chi tiết trong cái form mà mình gửi cho các bạn. Cái form này mình sẽ để đường link phần mô tả cho các bạn. Thì đầu tiên chúng ta phải làm gì? Đó là chúng ta theo dõi nhóm Twitter. Cái tiếp chúng ta sẽ like, các bạn nhớ nghe, like. Sau đó chúng ta retweet lại một bài đăng. Cái hashtag của nó là thăng OneNote. Và nhớ sao chép lại nha. Và tách ba người bạn vào nữa, chúng ta gửi cho ba người bạn nữa, tách ba người bạn vào nữa và thành KOC nâng cao. Ok, từng bước ta điền nha. Thì Gmail bắt buộc chúng ta phải có rồi, bắt buộc. Thì tên người dùng OneNote của bạn thì bạn lấy ở đâu, cái số này lấy ở đâu, thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách lấy trên WinDC hay là OneNote. Chúng ta làm từng bước nha. Cái cuối cùng chúng ta là đồng ý những cái điều kiện thôi, gửi. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn bạn cách lấy cái tên người dùng trên OneNote trước. Thì có rất nhiều bạn thì rất là gành, nhưng nhiều bạn thì không biết nha, nhiều bạn mới không biết, cho nên mình làm cho tất cả các bạn luôn. Chúng ta sẽ lấy tên người dùng trên cái app OneNote. Các bạn nhìn hình ngay cho mình, bấm nhìn hình. Các bạn thấy hàng hồ sơ không? Hồ sơ. Thì chúng ta click vào. Các bạn thấy đâu tên đăng nhập đây 94589919 là của mình, còn của các bạn là số mấy thì các bạn nhớ copy hoặc chúng ta ghi vào đây cho đúng nha. Của ai thì ghi người nấy nha, đừng ghi giống mình được rồi. Cái tiếp là người dùng Twitter, thì đầu tiên ta phải vào nha, sẵn ta làm luôn lần một, tức là thay vì chúng ta like xong thì chúng ta làm nhiệm vụ luôn, một lát ta làm luôn tất cả nhiệm vụ luôn. Theo dõi thì mình đã theo dõi rồi, các bạn chưa theo dõi thì bấm theo dõi nha. Cái tiếp chúng ta sẽ kéo xuống cái phần mà 5.000 AirDrop này, like, chích quýt, dán hashtag thăng OneNote cho mình. Cái tiếp chúng ta sẽ tách ba người bạn vào, à mốc nó không ra đúng không, các bạn nên cách phản nha, xóa đi cách phản cho mình, bấm chữ à mốc nó sẽ ra thôi. Rồi chúng ta sẽ chọn đại một ba người bạn nào cũng được, không cần thiết đâu, vì làm nhiệm vụ chúng ta làm hoàn thành được rồi. Build red cũng được, chọn build red đi. Các bạn giờ ổng lâu mà không nhắn tin gì cả, mà ổng chả biết mình là ai, đúng không? Ok, tắt thêm một người nữa nha. Cái tiếp ta quýt lại nha, quýt lại cho mình. Thì sau khi quýt thì các bạn lấy cái ID của như cái tên Twitter chúng ta ở đâu, thì các bạn vào cái Twitter chúng ta nha, bấm những cái hình cho mình. Thì các bạn sẽ thấy là đây Amok, đây Amok Johnny 45 1954, bấm tất cả nha, chúng ta sẽ copy tất cả chia Amok luôn, thêm chia Amok nữa nha. Đây thì thông tin này đủ cho mình. Cái tiếp là chúng ta sẽ liên chia sẻ cái liên kết mà chúng ta quýt lại á, hồi nãy á, thì các bạn vào lại Twitter cho mình, bấm vào, chúng ta chọn phần hồ sơ nha, các bạn chọn hồ sơ cho mình. Cái tiếp chúng ta sẽ bấm kéo xuống, các bạn thấy chữ sale không, sale như đây, kiểm tra lần nữa thông tin đúng hay không. Ok, hashtag OneNote đầy đủ, bấm này cho mình. Thì nó có phần sale thôi, copy nè, mà sao chép copy đi cho mình, sao chép liên kết. Cái tiếp chúng ta vào lại cái trang web chúng ta, dán là liên đề thôi, chúng ta chỉ cần dán là liên vào là được. Mà theo nhé, liên lời nó sẽ dẫn chúng ta tới một cái Twitter chúng ta. Cái tiếp, bạn có đồng ý những điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi này hay không thì ta đồng ý nha, bấm đồng ý cho mình. Cái tiếp, nhiệm vụ cuối cùng có đơn giản, chúng ta bấm chữ gửi cho mình, thế là xong.
chúc mừng thành công nha. Thì mình nói là đây là ăn chia 5.000 đô cho tất cả những người tham gia vào cái nhóm Twitter này và điền form nha. Bạn nhớ nha, tham gia và điền form thế này giống mình nè, chứ các bạn không điền form thì không có nha. Do đó mà các bạn đừng nghĩ là 40.000 người này tham gia là sẽ chia đều, không phải, có thể là ít hơn, có thể là 200-300 người. Nếu các bạn xem được cái tin nhắn mình, xem được cái video của mình thì các bạn nên chơi thủ lập, thì chúng ta sẽ phần trăm sẽ cao hơn. Còn những nếu mà 40 người làm hết, 40.000 người làm hết thì phần trăm sẽ chia đều hết. Còn không chúng ta cứ làm thôi, làm cho nó làm sớm. Ok, chúc bạn thành công nha. Tập bạn trong video này luôn. Các bạn nhớ nghe, đây là một kênh ít crypto. Nói chung là chúng ta sẽ comment với crypto và nhận thưởng là 3 tài rít nha. Các bạn nhớ nha. Không comment số điện thoại hoặc là quý mô. Quý mô số điện thoại chỉ đặt hai kênh bên kia của mình thôi. Ok, chúc bạn thành công nha. Nếu các bạn thấy hay, thấy thích thì xin cho một like và đăng ký hộ kênh để kênh này mau phát triển hơn. Tạo được cho mình kiếm trang web, kiếm tiền riêng cho các bạn, kiến thức crypto, cái giảng mới nhất của VNDC chia sẻ cho các bạn. Các bạn sẽ không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Chúc bạn thành công. Và cho mình nói thêm một cái vấn đề nữa, tức là mình có tạo một cái nhóm Telegram để cho tất cả các bạn vào đó chia sẻ link cho nhau. Có thể các bạn tuyển mình làm red cũng được, tại vì mình cũng thích kiếm tiền. Các bạn có link tốt, tôi link kiếm tiền được, chúng ta chia sẻ cho nhau thôi. Thì các bạn thấy tuyển red trên đó nha. Khuyến khích các bạn tuyển red trên đó bình thường. Các bạn không thích làm ghét thì các bạn nên làm đi tuyển ghét. Thì nhóm này mới thành lập. Trước đây mình thành lập nhóm Zalo á thì quăng link nhiều quá, cho đó bị spam rất là nhiều nhóm. Bây giờ mình thành lập một cái link mới để nhóm trên Telegram để chúng ta có thể chia sẻ link cho nhau cùng kiếm nhau kiếm tiền. Thì các bạn có thể vào đó giao lưu nha. Cái nhóm Zalo thì mình phải tuyển lựa chọn, còn nhóm trên Telegram thì chúng ta chỉ cần bấm đường link ở phần mô tả mình thì có là được vào thôi nha. Chúc bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Đừng quên lượt comment để địa chỉ Telegram chúng thử ngày hôm sau. Thân ái chào tạm biệt các bạn, cảm ơn bạn đã xem.